Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sống khỏe trẻ đẹp mỗi ngày của kênh Phạm Gia Nutrition. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giúp cho quý vị và các bạn cũng như những người thân yêu trong gia đình của mình có thể chủ động chăm sóc được sức khỏe mỗi ngày, Phạm Gia Nutrition của chúng tôi đã ra đời và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành bằng việc theo dõi những video clip mà chúng tôi phát sóng mỗi ngày. Và quý vị hãy cùng like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh Phạm Gia Nutrition để cùng ủng hộ cho ban biên tập của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung trong chuyên mục ngày hôm nay. 9 cách phòng ngừa loãng xương hiệu quả được các bác sĩ khuyên thực hiện Thưa quý vị và các bạn, như những video lần trước mà Phạm Gian Nutrition của chúng tôi truyền tải đến quý vị và các bạn liên quan đến những vấn đề về xương khớp, thì chúng ta cũng biết bệnh loãng xương là bệnh lý âm thầm, thường không có triệu chứng báo hiệu cụ thể cho đến khi xuất hiện tình trạng gãy xương làm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Việc phòng ngừa loãng xương được các bác sĩ và các chuyên gia về sức khỏe khuyến khích từ sớm. Việc chủ động phòng ngừa loãng xương sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm. Vì sao cần phải phòng tránh loãng xương chủ động? loãng xương được đánh giá là một sát thủ âm thầm vì bệnh thường diễn tiến rất thầm lặng không gây ra triệu chứng báo hiệu cụ thể nên rất khó để phát hiện và khi xuất hiện các dấu hiệu rõ ràng thì bệnh đã rơi vào giai đoạn muộn gây ra các biến chứng nguy hiểm như người bệnh có thể xuất hiện các cơn đau co cứng gây mệt mỏi khó chịu suy nhược cơ thể làm ảnh hưởng đến khả năng vận động và công việc Loãng xương gây ra biến dạng gù vẹo cột sống, giảm chiều cao, ảnh hưởng đến hình dáng và tâm lý. Xương mỏng, dễ gãy, lún xẹp tại cột sống, cổ xương đùi, đầu dưới xương quay vân vân. Và chính vì những biến chứng bệnh loãng xương rất nghiêm trọng, việc chi phí điều trị rất cao, thời gian điều trị lại kéo dài và thuốc điều trị loãng xương gây nhiều tác dụng phụ nên việc nâng cao nhận thức, phòng ngừa bệnh từ sớm là việc làm vô cùng cần thiết và mục đích lớn nhất của việc phòng ngừa dự phòng bệnh loãng xương là phát triển duy trì khối lượng xương, nâng cao chất lượng xương tốt nhất nhằm làm giảm nguy cơ mất xương, gãy xương bằng cách can thiệp vào các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này, thúc đẩy xương tái tạo, phục hồi, lấp đầy các khoảng trống trong xương tốt nhất. Bên cạnh đó thì nếu các biện pháp phòng ngừa loãng xương được thực hiện từ sớm sẽ khắc phục được các biến chứng về gây bệnh nguy hiểm, giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa được nguy cơ mắc bệnh Chính vì những biến chứng nghiêm trọng của bệnh loãng xương nên việc nâng cao nhận thức phòng ngừa bệnh là rất cần thiết. Và dưới đây là 9 cách phòng ngừa loãng xương hiệu quả được các bác sĩ khuyên thực hiện. 1. Thay đổi lỗi sống Thay đổi lối sống là biện pháp giúp phòng ngừa loãng xương, gãy xương hiệu quả. Bạn có thể thực hiện các biện pháp thay đổi lối sống như sau. Tránh uống quá nhiều rượu bia. Tránh hút thuốc bởi chúng làm gia tăng tỷ lệ loãng xương và gãy xương hai chế độ ăn uống lành mạnh chế độ dinh dưỡng và tập luyện có vai trò rất quan trọng trong việc giúp phòng ngừa loãng xương hiệu quả việc bổ sung đầy đủ canxi và vitamin d cũng như các dưỡng chất khác tốt cho sức khỏe của xương để ngăn ngừa loãng xương hiệu quả ngoài ra chế độ dinh dưỡng và tập luyện tốt còn giúp phòng ngừa các bệnh lý như thoái hóa cuộc sống viêm khớp thoát vị đĩa đệm ba bổ sung chất đạm vào khẩu phần ăn hàng ngày Chất đạm là một dưỡng chất có vai trò quan trọng giúp tái tạo xương và cần được bổ sung trong thực đơn mỗi ngày. Với những người ăn chay và thuần chay nên cung cấp chất đạm từ các loại thực vật như đậu nành, các loại hạt, đậu, trứng, sữa, vân vân. 4. Hấp thụ đầy đủ canxi. Canxi có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của xương. Để phòng ngừa căn bệnh này, mỗi người trưởng thành từ 18 đến 50 tuổi cần khoảng 1.000mg canxi trong khi phụ nữ 50 tuổi và đàn ông 70 tuổi cần đến 1.200mg canxi mỗi ngày. Bạn có thể bổ sung canxi bằng các loại thực phẩm như sữa chứa ít chất béo, rau lá có màu xanh đậm, cá hồi, cá mòi có xương, các chế phẩm từ đậu nành, các loại ngũ cốc giàu canxi, nước cam, vân vân. 5. Tăng cường vitamin D Ngoài canxi thì vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe của xương bởi chúng làm tăng khả năng hấp thụ canxi vào xương và cơ thể. Bạn có thể bổ sung vitamin D bằng cách tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. 6. Duy trì trọng lượng của cơ thể. Duy trì chỉ số khối cơ thể phù hợp cũng là cách phòng ngừa loãng xương hiệu quả thiếu cân, suy dinh dưỡng làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương và gãy xương. Còn tình trạng thừa cân béo phì làm tăng nguy cơ gãy xương cánh tay, cổ tay. Vì thế, bạn nên duy trì chỉ số khối cơ thể phù hợp. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe của xương mà còn tốt cho sức khỏe tổng thể của mỗi người. 7. Tập thể dục thường xuyên Tập thể dục thường xuyên giúp cơ thể tái tạo xương chắc khỏe, đồng thời làm chậm quá trình loãng xương hiệu quả. Bạn nên thực hiện hoạt động thể chất khoảng 30 phút mỗi ngày từ khi còn trẻ để phòng ngừa bệnh loãng xương khi về già. 8. Tham gia các câu lạc bộ, các nhóm hoạt động giúp phòng ngừa loãng xương. Hiện nay mạng xã hội rất phát triển, nhiều trang mạng xã hội, nhiều nhóm được thành lập có thể chia sẻ thông tin về bệnh loãng xương và cách phòng ngừa. Bạn có thể tham khảo và tìm kiếm thông tin được kiểm chứng hoặc được các bác sĩ và các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ để có thông tin đúng đắn nhất và phù hợp nhất. 9. Bổ sung sữa và các thực phẩm chức năng giàu canxi giúp phòng ngừa loãng xương sữa và các thực phẩm chức năng giàu dinh dưỡng và chứa hàm lượng canxi vitamin d là nguồn dưỡng chất cân bằng không chỉ giúp phòng ngừa loãng xương mà còn bảo vệ sức khỏe toàn diện hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sữa cũng như các loại thực phẩm chức năng bổ sung lượng canxi và vitamin d cho cơ thể bởi vậy quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng thăm hỏi ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng hay của các bác sĩ để sử dụng loại phù hợp với nhu cầu và lứa tuổi của mỗi người để đảm bảo được an toàn cho sức khỏe và đặc biệt là đạt được hiệu quả cao nhất Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung của chuyên mục Sống Khỏe Trẻ Đẹp Kỳ này của Phạm Gia Nutrition. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ cùng chia sẻ, lan tỏa những món quà đó chính là giá trị sức khỏe đến với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục lần sau.